đấy đấy. Tốt. Ừ. Không, hôm nay mà thằng này nói ăn này anh Dinh. Xin chào mọi người. Đây là sự kiện. Với mình đẹp đá. Giờ vui vẻ happy hour dành cho những kênh sáng tạo nội dung YouTube thực sự. Chào mừng quay xong music video với anh Linh. Yeah, xin chào các bạn. Hello, xin chào. Ừ, chào các bạn. Chào nhé. Anh đã có bạn gái chưa? À, mình chưa. Facebook của anh là Lê Minh Vũ. Không giấu nhá. Lê Minh Vũ. Ừ, đúng rồi. Đúng là Lê Minh Vũ. Em là em của anh Minh. Ơ, ừ, đúng rồi em. Đã vừa hoàn thành ca quay của chúng ta và vừa đã có mặt trời. Chuẩn bị đâu anh, chúng ta chuẩn bị xuống phố cổ quay tiếp. Bây giờ chúng ta phải đi ăn rồi chúng ta sẽ đi quay tiếp. Quá mệt không ạ? Quá mệt. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục ở phố cổ. Chuyện gì đấy? Oh, you're the vlogger. Now they're cousins. How many cousins you have? Right now here with me, three. Can go through? Go through? How y'all doing? My name's Daniel. Daniel, Daniele. Okay, so you should actually practice. Wait, what shirt do you want? Shirt with this communism symbol. Oh. I'm sweating like a pig today. I have to wear long jeans. There's a mosquito bit me in the hotel in China. Yes, Sing To. Oh wait, yeah, she's half Polish, half Vietnamese. Cái này bao nhiêu? Wait, so you want made in Vietnam shirt? Kind of. I mean, they're like printed in Vietnam, I think, but they're made in China. Oh, look, we're back on this shitty traffic. So we're leaving this crowded place, we're going to another crowded place. No! Looks the same type, this is different, you know, here. And it's not ugly. And here, I don't like this. Ej, brać to czy nie? Ładna? Wearing my wooden not sandals, but sandals. No, it's not sneakers. Like Japanese style. Yes, Japanese styles, yeah. But wooden, you know, like the samurai jacket. Let's see, are there food in there? Going home now, there's still a lot of people on the street, what the fuck? Yo, xin chào bạn, tôi là Flying Andrew. Hôm nay tôi nói cho các bạn nghe về sự khác biệt giữa gái Việt và gái Tây. Tôi có một cô bạn gái người Việt, nhưng mà lại lai Tây. Cô này cô cũng thoải mái thôi. 2011 mình thay đổi chiến lược của kênh mình, chuyển sang từ một kênh đánh đàn dạo chuyển sang một cái kênh kiểu khác, đó là kênh dạy guitar dạo. Anh cho Đức Anh phát đầu tiên nhé. Ôi đừng anh. Ngại quá. Mọi người cho chào vào tay Đức Anh ạ. Xin miếng, đói quá. Miếng pizza. Ừ, ăn mới. Pizza lạnh. Đấy đấy. Tốt. Ngon không? Ngon. Tại bánh con này mà thằng này nói ăn này à. Mình ăn gì? Khỏe không? Cũng sớt. Đây chị Tú. Xin chào mọi người. Đây là sự kiện. Với mình đẹp đá. Giờ vui vẻ happy hour dành cho những kênh sáng tạo nội dung YouTube thực sự. Và cái sự kiện này là để xây dựng cộng đồng YouTube ở trong thành phố Hà Nội, trong thị trường Việt Nam lớn mạnh hơn. Người làm gió theo mây bay về trời, người thì làm hồn cây thu lay nhẹ lên, người theo gió trên mái bao cuộc tình, người đành hoài mộng theo ai lặng im. Mọi người ta chỉ mong tấm lòng người, liệu có như lời người nói không? Người là ai, là ta hay là em hay là anh, hay làm sao để biết? Người về mãi vượt qua hay sẽ đến để mà mang theo lời yêu chẳng kia. Chúng ta không thuộc về nhau, dạo đi. Chúng ta không thuộc về nhau. I just heard you found the one you've been looking for. Anh nói gì bây giờ? Mình sẽ giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Linh.
mọi người vẫn biết đến mình là qua nghệ danh là Linh Ly. Hiện sắp tới thì mình sẽ có một cái sản phẩm âm nhạc, và đây là một sản phẩm mà mình rất là đầu tư hoành tráng cả về MV lẫn là cái nội dung của bài hát. Mình sẽ dịch bài hát này của mình không chỉ tiếng Việt mà sang tiếng Anh, tiếng Hàn và maybe là tiếng Thái. Và chính vì vậy là các bạn hãy chờ đón sản phẩm này rất đặc biệt và hoành tráng. Hy vọng là các bạn sẽ đón nhận nó. I love you, thank you. Xin chào các bạn, mình là Hai Cái Tôm. Chúng ta đang quay music video tại Linh Ly. Địa điểm hôm nay chọn hơi vui, chúng tôi đã chọn quay vào dịp lễ nên là mẹ đông vãi cả đời. Chọn lái xe hơn 1 tiếng rưỡi để đến được Hồ Tây. Đông quá lơ. Đây à? Không thấy lóa lắm. Cho máy bỏ máy đây. Tay như các kiểu này. Bị lóa không? Không lóa được. Tay các kiểu này mà không lóa. Khi nào cho ra anh ơi, thế anh có cầm điện thoại không không? Sao mà mình đến để đâu thể. Vừa một thanh niên đang trông đồ cho ekip. Anh đứng rất khổ sở ở bên đường. Hát tiếp đi anh, hát đi em đang phiêu. Đô tô, trả đô tô, đập tay nào? Anh biết đập. Anh chả huấn luyện đô tô. Nó chỉ biết mỗi đứng lên ngồi xuống, ăn đi, đi chơi. Đi đi. Đô tô ra đi, tuyệt chiêu, dễ special move. Đi đúng chỗ, chị bóng có vào không? Vậy tay nào? Say oh yeah. Chị bóng gì? Cái 14. Ui 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 ui, con Pokemon gì đây? Ê, mẹ con nhìn như con thỏ ấy nhỉ? Go go. Đi con, 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 đi. If you like having trouble up in hotels, if you like having secretly the rendezvous, if you like the things you know that we shouldn't do, then baby I'm perfect. Baby I'm perfect for you. If you like me.